Mãng cầu Thái hay quả na Thái là loại cây ăn trái được trồng khá phổ biến ở những năm gần đây. Cây phù hợp với khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long và thích hợp trồng trên nhiều loại đất. Hiện nay, các vườn na Thái trên vùng đất Dòng Cát, khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu đang vào giai đoạn cao điểm nuôi trái, chuẩn bị bán dịp Tết Tân Sửu sắp tới. Do nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng phải chọn mua được trái na bóng đẹp để trưng Tết, nên đòi hỏi nhà vườn phải quản lý sâu bệnh thật kỹ và bổ sung dinh dưỡng một cách hợp lý để trái na nở gai đều, không bị méo mó, từ đó dễ bán được giá cao. Thì cây na Thái khi mà nó có trái rồi thì nó cũng có nhiều loại, có loại gai nó đều, có loại không đều. Mà có cái nếu mà cái trái mà nó lép một bên hay nó lép một mớ gì đó, chủ yếu là bây giờ mong muốn là có thuốc gì mà xịt cho nó nở được cái gai, cho cái trái nó tròn đó, thì bây giờ kinh tế nó phải có thôi, chứ nó nặng ký. Muốn cho trái na phát triển đầy đặn thì trước tiên bà con phải làm cho trái na nở gai đều, sau đó mới tiến hành bổ sung dinh dưỡng nuôi trái. Một số nhóm chất kích thích sinh trưởng được bà con lựa chọn sử dụng trước đây vẫn còn hạn chế, trái phát triển không cân đối hoặc nở gai không đều. Mong muốn của bà con hiện nay là một sản phẩm vừa giúp trái na lớn theo chiều dọc, vừa phát triển theo chiều ngang để có được hình thái hoàn hảo nhất khi thu hoạch. Là một chuyên gia nhiều năm gắn bó với cây trồng, ông Thái Văn Tùng sẽ có những phân tích cụ thể về vấn đề này. Thì, tức là cái tác dụng, công dụng của thằng GA3 đó là nó khi phun cho cây trồng và những cái cây trồng chủ yếu là cây ăn trái đó, thì nó phát triển theo cái hướng ngọn kéo dài chiều dài. Còn cytokinin đó là sẽ là khi cây hấp thu được nó sẽ kéo về chiều ngang. Cho nên đối với cây mãng cầu là thường thường cái trái nó nhọn chứ không có tròn, là nó dễ bị lép. Cho nên đó là khuyến cáo mà sử dụng là GA3 sữa là có hỗn hợp với cytokinin như vậy để mà phun cân trái cho cái hình dáng trái nó tròn đẹp, đó là có bắt mắt. Thì như vậy là định kỳ phun khi sau khi trái nó khoảng là bằng 9 cúc là phun một lần, là 10 đến 15 ngày sau phun lần thứ hai, cứ cách khoảng thời gian đó mình phun 3 đến 4 lần trong một vụ thì cái trái nó phát triển rất đồng đều và đẹp. Đi đầu trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản phẩm nông dược, công ty An Phát Nông đã cho ra đời sản phẩm chứa hợp chất điều hòa dinh dưỡng dạng sữa với sự kết hợp hoàn hảo giữa GA3 và cytokinin. Từ đó, khi tác động 3 lần vào vườn na Thái từ giai đoạn trái mới hình thành bằng chữ cúc, đến nay, tuy trái na mới bằng nắm tay đã nở gai một cách hoàn hảo, trái tròn đều và chuẩn bị cho đợt thuốc phân nuôi trái sắp tới. Những nguyên tố trung vi lượng như sắt, đồng kẽm, mangan bên trong sản phẩm giúp trái đặc ruột, nặng trịch, cân rất có ký. Kính thưa quý bà con, thì chúng ta đang đứng trên cái vườn na Thái mà bà con nông dân đã xử lý có thành công và đạt hiệu quả rất là cao. Trong giai đoạn mang trái cũng như đoạn nở rai thì bà con đã xử lý cái GA3 sữa của công ty An Phát Nông. Thì trong cái GA3 sữa của công ty An Phát Nông chứa thành phần GA3 và cytokinin. Thì đây là hai cái thành phần giúp cho trái mãng cầu nở rai cũng như là phát triển trái rất là tốt. Thì GA3 thì thường thì sẽ kéo theo cái chiều dài, còn cytokinin thì nó sẽ phát triển theo chiều ngang. Với hai cái thành phần này cộng lại thì cái na Thái chúng ta phát triển rất là đồng đều và cái rai nở rất là đẹp. Kính thưa bà con, thì hiện tại với cái quy trình cũng như là cái trái hiện tại thì bà con mình sẽ xử lý một lần GA3 sữa nữa để cái trái chúng ta phát triển một cách hoàn hảo nhất. Sau khi trái mãng cầu đã nở rai thì bà con mình chuyển qua cái giai đoạn thúc trái và nuôi trái để làm sao được năng suất cao nhất. Bộ Lá là nhà máy tổng hợp tinh bột để nuôi trái. Trong giai đoạn cây na Thái đang mang trái, bà con cần thiết phải bảo vệ bộ lá xanh khỏe trước khi các đối tượng như bệnh thán thư, nhện đỏ, bọ trĩ chích thúc. Nhóm đối tượng gây hại này sẽ làm giảm diện tích quang hợp của cây trồng, làm nghẹt mạch, tắc đường vận chuyển dinh dưỡng nuôi trái, từ đó gây ảnh hưởng năng suất. Theo tôi thì cái bộ lá rất là quan trọng, bởi vì nhiều khi mình trồng rồi cái lá mà nó quắn dễ lợi thì cái lá nó không được xanh, nó quắn lợi thì nó sẽ cung cấp cái dinh dưỡng là không được tốt.
làm sao bộ đá nó được đều mà nó nở lớn với sức diệp lụng nó có thì nó sẽ cung cấp cho cái trái được lớn liều. Trong cái thời gian cây mang trái mà lá nó bị mất màu và nó săn lá thì cái đó nó có nguyên nhân là có thể do là cái nhóm côn trùng chích thúc như là bọ chỉ hay nhện đỏ là chích thúc làm cái lá mất dinh dưỡng cho nên nó bị cong săn lá. Thì như vậy khi cái cây mãn cầu mà đang mang trái mà bị săn lá như vậy đó là thiếu dinh dưỡng, thì trên lá không tích lũy chất khô được thì không chuyển tinh bột vô để nuôi trái, thì như vậy trái nó sẽ không lớn được và là năng suất nó giảm. Khuyến cáo với bà con mình đó là thường xuyên phun định kỳ là nano kẽm cộng với thuốc trừ bệnh hoặc là thuốc trừ cái nhóm côn trùng chích thúc, phun định kỳ 10 đến 15 ngày một lần để bổ sung cái dinh dưỡng kẽm, là nó làm thông mạch lại cho cây, nghĩa là vận chuyển được cái dinh dưỡng từ dưới gốc lên trên cây và chuyển qua nuôi trái, trái được sẽ to hơn. Nano kẽm 700 là sản phẩm được bà con tin dùng. Đối với cây na thái giai đoạn mang trái, sản phẩm nano kẽm 700 sẽ cung cấp vi chất cho cây, giúp lá xanh dày kháng bệnh, tăng cường quang hợp, tạo tinh bột để nuôi trái, từ đó mang lại những trái na bóng đẹp cùng năng suất cao khi thu hoạch. Một chai nano kẽm 700 250ml được nhập khẩu từ Đức. Bà con sử dụng cho 500 lít nước để mang lại hiệu quả cao nhất cho vườn cây nhà mình. Kênh Nông nghiệp Kết nối do công ty An Phát Nông tài trợ. Kính chúc nhà nông trồng na thái có một vụ trái trúng mùa.